Theo đó, từ nay cho đến năm 2020, có 6 ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam được ưu tiên là điện tử, máy nông nghiệp, chế biến nông thủy sản, đóng tàu, môi trường và tiết kiệm năng lượng, sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô. Chỉ tiêu thực hiện chiến lược công nghiệp hóa đến năm 2020, 6 ngành trên sẽ tăng khoảng 20% giá trị sản xuất hàng năm và đóng góp tối thiểu 35% vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp. 6 ngành này cũng sẽ đứng trong số 10 ngành có tốc độ tăng năng suất lao động cao nhất. Để thực hiện chiến lược, các bộ ngành Việt Nam sẽ xây dựng kế hoạch hành động để thu hút sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp trong nước. Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ kinh phí để thực hiện các cuộc khảo sát, tư vấn triển khai thực hiện chiến lược công nghiệp hóa và tăng cường xúc tiến đầu tư cho doanh nghiệp hai nước.